vỗ tay ạ. Rất là điển trai và cá tính các bạn. Và tiếp theo xin được mời bé Cherry. Lý Hải sẽ chính thức mở cửa free, không có thu vé, không có gì hết nha các bạn. Ý da, free mọi người ơi. Mở cửa miễn phí, nhưng mà chỉ có 2 ngày thôi.
duy nhất hai ngày là ngày 20 và ngày 21 tháng 4 này, từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Nếu như các bạn nào có thích đến đó check in thử thì Lý Hải sẽ rất là mời các bạn. Rất là chào đón nha các bạn nha. Và quý vị ơi, và lúc đó là Lý Hải cũng như toàn bộ ekip sẽ có mặt ở đó để tiếp đón tất cả quý vị. Đó, đặc biệt là cái vụ đó. Hồi nãy chúng ta thấy là em thấy là trong quá trình làm phim là em hỏi chị Hà với Hải là mọi người camping cắm trại ngay tại bờ suối luôn hả? Đúng rồi ạ. Mọi người ơi, rất là chiêu nha. Chúng ta dành thời gian trong hai ngày là ngày 20 và ngày 21. Nếu mà rảnh thì chúng ta ghé đến với bối cảnh để mà chơi với mọi người nha. Nhưng mà sẽ giới hạn thời gian là chỉ có buổi sáng cho tới buổi chiều. Dạ, 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều nha mọi người. 5 giờ chiều thôi ạ. Vâng. Và đúng rồi, cái này rất là quan trọng, đó là cách đi. Khi mà các bạn đã đến cung đường, đã đến Đà Lạt thì các bạn đi đường quốc lộ 27C để xuống Nha Trang. Đó là đường Hoa và Biển. Cái cung đường rất là đẹp. Đó thì các bạn chạy trên giữa đường, các bạn thấy một cái bếp lửa vừa rồi nó to đùng luôn là các bạn biết đó là phim bếp của nhà anh Hải đó. Không phải, phim trường studio. Đó thì một là vậy, hai nữa là ngày mai Lý Hải sẽ tạo một cái điểm check in cho các bạn. Các bạn cứ check in vào phim trường, Lý Hải sẽ ra đường đi Lý Hải studio, mong rằng sẽ như vậy. Tại vì thường là premiere là sẽ phải mời những cái khách VIP và những cái diễn viên ở trong phim để cho cái buổi ra mắt phim. Dạ, nhưng mà rồi. Năm nay thì anh Lý Hải rất là muốn dành một cái điều đặc biệt tặng cho tất cả các bạn, không phải là celeb, không phải là nghệ sĩ, vẫn có cơ hội để đến thảm đỏ, dẫn mẹ đến thảm đỏ, chụp hình với lại toàn bộ ekip Lật Mặt 7. Và Hà rất là mong muốn được nghe những cái câu chuyện các bạn chia sẻ về gia đình, về mẹ của mình. Bởi vì Hà nghĩ rằng trong cuộc sống này ai cũng có mẹ. Và nếu như mà chúng ta đọc được, nghe được, biết được những câu chuyện truyền cảm hứng từ tất cả mọi người, những câu chuyện mà làm cho chúng ta yêu thương nhau hơn, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Và chúng ta cần lan tỏa điều đó. Chính vì vậy mà Hà và anh Hải đã quyết định tặng 100 vé premiere để dành cho mọi người chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Rất là mong gặp lại mọi người ở premiere nhé. Mọi người ơi, cái miệng ăn mắm mắm muối không mà. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì rất là tiếc vì diễn viên Ami Minh Khuê thì công việc cá nhân nên không đến đây mà tham gia cùng với mọi người trong buổi showcase này ạ. Một đồng tay dành cho diễn viên Trương Minh Cường nữa các bạn. Em cũng đi làm cả ngày nhanh thôi. Tính toán làm gì? Và tiếp theo hãy cùng đón chào diễn viên Đinh Y Nhung trong vai Ba Lần. Ah!
Và đây sẽ là lời chào của dàn cast của lần mặt 7, một điều ước gửi tặng đến cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và chắc là mình sẽ giao lưu để cho tất cả mọi người sẽ gửi lời chào nhanh đến với tất cả quý vị khán giả được không ạ? Xin mời anh Lý Hải chuyển mic giùm em. Xin chào mọi người. Fan của Tín Nguyễn đâu ạ? Rồi bây giờ mình giới thiệu nhanh tên của mình và tên nhân vật trong phim nè, xin mời. Xin chào mọi người, mình là Tính Nguyễn, mình trong vai Tân Thắng, vợ của Tân Hậu. Trời ơi, dễ thương. Quá đầu tiên xin chào tất cả mọi người. Dạ, Tuyên hôm nay may mắn là được tham gia vai Tư Hậu, một trong những người con của má hai ở đây. Hy vọng cuối tháng 4 này bà con ra là ủng hộ tất cả anh em ekip nha, cảm ơn rất là nhiều. Yeah, xin được cảm ơn anh Tuyên. Dạ, Trung Minh Cường xin gửi chào tất cả quý vị ở đây. Lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại. Và lần này sẽ là phim lần mặt 7. Và Trung Minh Cường đóng vai Hai Khôn, anh hai trong gia đình. Dạ, dạ xin cảm ơn anh, một cảm ơn tay được lớn được không ạ? À? Dạ, con xin mời má ạ. À. Xin được gọi là má đi nghe, từ già quá già. má tên là Thanh Hiền. Trong lần mặt 7, một điều ước lần này là trong vai bà Hai. Bà Hai là mẹ của 5 người con. Coi như là nhân vật chính của chúng ta đó mọi người. Vỗ tay lớn lên được không ạ? Dạ, con xin cảm ơn hả? Rồi, tiếp tục ở bên đây, xin mời Hải. Quý vị khán giả ơi! Cảm ơn mọi người đã yêu thương toàn của lần mặt 6 và đến với lần mặt 7, một điều ước lần này. Trần Kim Hải vào vai người con út của má Hai. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay rất nhiều ạ. Yeah. Trời ơi, Trần Kim Hải ơi, trong phim này vợ của mình rất là xinh nha. Xin mời bạn. Xin được mến chào quý vị khán giả. Em là diễn viên Lê Thu và trong phim lần mặt 7, Lê Thu vai Sáu Thi, vợ của Sáu Tâm. Cảm ơn quý vị. Dạ, em xin chào cả nhà. Em là diễn viên Trâm Anh và trong lần mặt 7, một điều ước lần này em đảm nhận vai Năm Thảo. Và xin mọi người ủng hộ cho phim vào ngày 26 tháng 4 này tại các cụm rạp nha. Yeah, thank you. Mọi người có nhớ anh An có lần mặt 6 không ạ? Lần này anh An đã quá kiếp rồi, thành anh danh rồi mọi người ơi. Anh danh chồng của Năm Thảo, con rể của bà Hai. Hôm nay cái phong thái anh khác hẳn luôn. Dạ. Đinh Đi Nhung xin chào quý vị khán giả. Và trong lần mặt 7 này, Đinh Đi Nhung sẽ đóng một vai rất là đáng yêu. Chờ đợi ngày 26 tháng 4 để khán giả tò mò nha. Và chồng của Đinh Đi Nhung là ba dẻo anh Lý Hải. Trời ơi, lớn chuyện à. Mà cái chữ mà chị Đinh Nhung nói là vai dễ thương, hình như trong mặt kép hay sao á. Nhìn mặt chị như là hơi bí mật chút xíu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một lần nữa, dành một cảm ơn thật lớn cho tất cả những nhân vật trên sân khấu được không ạ? Yeah.